Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn vừa đến thăm và lì xì đầu năm Tân Sửu, động viên các lực lượng tham gia tại những điểm chốt chặn phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, lãnh đạo quận đã đến thăm tại hai chốt điểm chặn phòng chống COVID-19 tại dự án tổ hợp du lịch và giải trí Coco Bay, đường Trường Sa và điểm cuối đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, lãnh đạo quận đã ghi nhận những nỗ lực của các lực lượng đã khắc phục khó khăn, tham gia chốt trực chặt chẽ thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, ân cần thăm hỏi động viên tinh thần và lì xì đầu năm mới các lực lượng tham gia chốt trực với tổng số tiền là 85 triệu đồng. Mong muốn các lực lượng giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt những biện pháp phòng chống dịch trong khi làm nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo quy định. Qua đây góp phần tiếp sức, động viên cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, nhân viên y tế trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 để cùng thành phố ngăn chặn không để dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.